nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên mới nhập học có được nơi ăn ở thuận lợi để chuyên tâm học tập. Trong năm học mới 2015-2016, Trường Đại học Giặc Sen Đà Lạt sẽ dành 200 chỗ trọ miễn phí tại khu ký túc xá của tỉnh cho sinh viên đăng ký. Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường còn tạo điều kiện miễn hoàn toàn học phí cho 180 sinh viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Miễn học phí năm học đầu tiên cho sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi và xuất sắc hàng năm sẽ trích số tiền hơn 500 triệu đồng để cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên xếp loại học tập khá giỏi. Từ sự quan tâm này sẽ giúp sinh viên an tâm và tự tin khi bước vào học tập tại ngôi trường Đại học Giật Sen Đà Lạt.